Trưa nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đi kiểm tra một số điểm được sử dụng để sơ tán người dân tại địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 13. Ngay từ sáng nay, quận Sơn Trà đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện ngay phương án sơ tán các hộ dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, nhà khu vực ven biển ngập lụt trước biển dân do bão đến nơi an toàn. Cùng quận tổ chức neo đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản. Tại quận Ngũ Hành Sơn, quận triển khai sơ tán 586 hộ với 2.478 nhân khẩu, trong đó số hộ di dời tập trung là 128 hộ. Đến kiểm tra công tác thực hiện sơ tán dân tại trường tiểu học Quang Trung, phường Mân Thái, quận Sơn Trà và trường tiểu học Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã động viên người dân cố gắng vượt qua khó khăn. Việc sơ tán người dân đến nơi an toàn để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân là rất cần thiết. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong công tác phòng tránh bão. Việc phòng tránh được triển khai thực hiện nhanh chóng do đã có kinh nghiệm từ các cơn bão trước đó. Người dân cũng đã ý thức hơn trong việc bảo đảm an toàn trong phòng tránh bão.